Ngày mới mình xin chúc các bạn dồi dào sức khỏe nha, vạn sự như ý nha. Ok các bạn ơi, thì bữa nay mình sẽ nấu một cái món chay ha, cho các bạn xem chơi cho vui ha. Thì đây là bữa nay mình sẽ nấu cái món mít kho sả ớt chay ha. Cái món này nó rất là ngon nha các bạn. Đó, các bạn ăn cái món này là coi như là các bạn bỏ ăn mặn luôn, qua ăn chay luôn ha. Ăn xong cái này là coi như đi tu luôn á. Đó, thì ok, đây là mít ha. Mít này thì mình ở đây mình không có mít tươi ha, cho nên mình phải mua mít lon ha. Nếu mà các bạn có mít tươi á, thì nó còn ngon hơn nữa. Nó cái này là mít non nha các bạn. Đó, mít non nó thì mình không có loại tươi thì mình mua có loại trong lon, thì cái trong lon nó cũng ngon nhưng mà không có bằng cái tươi ở ngoài thôi ha. Đó, thì ở đây là 2, 4, 6, 7 lon mít ha. Rồi các bạn làm cho mình 2 lon nước súp chay ha. Còn trên đây là các bạn làm cho mình 2 lon nước coco, nước dừa. Nó ha, còn đây là nước tương. Nó còn đây là nấm. Ha, nó. Đó, nấm, còn đây là baro bằm với lại ớt, còn đây là sả. Ok ha, thì mình làm tới đâu mình sẽ hướng dẫn các bạn tới đó. Cái món này nó rất là ngon nha các bạn. Nó ăn là quên thôi đó, cái món chay này. Thì 7 cái lon mít non hồi nãy đó mình khui ra đó, thì cái hình nó như thế này ha. Mình sẽ hướng dẫn rất là tỉ mỉ để cho các bạn làm phải cho được ha. Thì như thế này, thì cái mít non này người ta ngâm ở trong lon đó, thì người ta mình nghĩ người ta sẽ có một cái chất bảo quản trong đó, cho nên mình phải luộc để bỏ cái nước đó đi, luộc để cho nó ra cái chất bảo quản nó đi, mình ăn để cho nó đỡ độc nha các bạn. Đó, thì cho nên các bạn bắt giùm cho mình một cái nồi nước sôi lên ha, rồi các bạn bỏ vô giùm cho mình một muỗng muối ha, xong rồi các bạn mới bỏ cái mít non này vô, rồi các bạn luộc giùm cho mình. Các bạn luộc khoảng 10 phút nha các bạn. Các bạn luộc khoảng 10 phút, 15 phút vậy đó cho nó ra cái chất độc. Thì bây giờ như vậy là được rồi. Bây giờ các bạn sẽ đổ ra cái rổ, rồi các bạn rửa lại một lần nữa nha. Ok các bạn ơi, thì các bạn luộc xong rồi ha, các bạn vớt ra ha, rồi các bạn rửa lại sạch sẽ như thế này ha. Xong rồi các bạn bắt cho mình một cái chảo lên ha, các bạn để dầu vô, xong rồi các bạn chiên nó ha. Nó các bạn chiên nó cho nó săn cái miếng miếng mít non rồi đó, cho nó thơm nha các bạn. Các bạn phải chiên cho nó vàng nha, chiên cho nó vàng thì nó mới thơm ngon được. Cái món này coi nó đơn giản coi thường như vậy chứ. Các bạn chiên hết cho nó hơi vàng vàng như vậy thì nó mới thơm ngon nha các bạn. Ok, thì bây giờ các bạn cắt ra giúp cho mình ha. Cái này là các bạn chiên nữa, còn chiên tụ 5-6 chảo nha các bạn ha. Còn ở đây nữa, nó tới 7 lon lận ha. Đó, nó nhiều lắm cho nên mình phải chiên còn lâu lắm. Thì bây giờ đây là cái mít non là mình đã chiên xong rồi ha. Thì các bạn cứ chiên giống như thế này, chiên cho nó vàng vàng đó, cho nó thơm nha các bạn ha. Còn đây là nấm đùi gà mà loại baby, loại nhỏ đó, ăn nó rất là giòn mà ngon nha. Thì bây giờ các bạn bắt giùm cho mình cái chảo dầu lên ha. Rồi ok, thì bây giờ các bạn bỏ giùm cho mình ba rô ớt với ba rô ha, các bạn khử lên cho nó thơm. Xong rồi các bạn bỏ sả vô luôn, baro với ớt là đã thơm rồi ha. Thì bây giờ các bạn bỏ bột và riêu dùm cho mình. Xong rồi, đây đây là các bạn bỏ vô dùm cho mình là nấm đùi gà baby. Ok các bạn ơi, thì bây giờ các bạn xào nấm đùi gà nó săn lại ha. Các bạn nêm dùm cho mình, đó là muối nha các bạn. Xong rồi các bạn nêm cho mình đường ha. Đó, rồi các bạn xào lên cho nấm đùi gà nó thấm gia vị vô trong đó. Đây là bột nêm,
rồi. Thì bây giờ các bạn đổ vô dùm cho mình là một cái lon súp chai. Đó là cái lon súp cho các bạn, thôi nhất lạnh nha. Đó là súp chai, súp nấm đông cô đó. Mình nấu hoài đó là các bạn xem clip của mình là các bạn biết. Còn đây là các bạn bỏ tiếp vô dùm cho mình. Đây là mít nô mà mình đã chiên hồi nãy đó các bạn. Cái món này các bạn coi nó vậy nha, các bạn đừng có coi thường nó nha các bạn. Nó ngon lắm đó. Rồi ha, rồi như vậy rồi bây giờ các bạn đậy nắp lại, các bạn để lửa riu riu, các bạn kho giống như là thịt kho tàu vậy đó ha, các bạn đậy lại để lửa riu riu. Ok các bạn ơi, thì là nãy giờ mình hầm được 2 tiếng đồng hồ rồi ha, đó thì là 2 tiếng đồng hồ rồi. Nó thì lúc mình nói với bạn, các bạn giống như lúc đầu vậy đó ha, thì các bạn hầm của nó giống như là thịt kho tàu vậy đó, nó lửa riu như vậy đó ha. 2 tiếng đồng hồ rồi đó thì chưa đâu nha các bạn, cái này thì các bạn để dùm cho mình thêm khoảng 30 phút nữa ha, để cho nó mềm ha, để cho nó thấm gia vị được vô trong cái miếng mít non này. Cái này là coi như ngon tê tái nha các bạn. Ôi vậy đó chứ mà các bạn ăn rất là ngon. Ok các bạn ơi, thì bây giờ đó là được rồi ha, là bây giờ nó đậm đà mà nó rất là thơm rồi ha, thì bây giờ mình sẽ múc ra dĩa ha, rồi mình mời các bạn. Ok ha các bạn, bây giờ mình sẽ múc ra dĩa ha, mời các bạn nha. Thì bây giờ cái món mít non kho sả ớt của mình đã hoàn tất ha. Ok thì mình làm tới đâu mình đã hướng dẫn với các bạn rất là tỉ mỉ từng bước một hết rồi ha. Thì cái món này nó rất là đơn giản ha, dễ làm lắm, cho nên mình nghĩ các bạn làm sẽ thành công thôi. Nó thì ok, cái món này coi nó dễ chứ nhưng mà nó rất là ngon nha các bạn. Cái này là các bạn đãi khách đem ra là món mặn thì còn chứ nhưng mà nó là hết trước đó nha các bạn. Nó coi vậy chứ mà nó ngon lắm. Ok ha, nó rất là vừa ăn. Các bạn nêm bình thường, hồi nãy mình nêm như thế nào mình đã thưa với các bạn hết rồi ha. Thì các bạn cứ làm y như vậy, nêm vừa ăn, nêm cho nó đậm đà ha. Nó thì y như vậy thôi. Thì bây giờ mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình chúc các bạn được dồi dào sức khỏe nha, vạn sự như ý ha, các bạn được vui vẻ hạnh phúc. Ok ha, xin mình xin phép chào tạm biệt các bạn, bye bye các bạn.